Xin chào bạn, vừa qua thì mình có một clip trên tay và review chiếc USB Aspido với công dụng rằng là nó sẽ phát ra một tín hiệu Bluetooth đặc biệt giúp cho máy Nintendo Switch có thể kết nối với các tay cầm của bên thứ ba như là DualShock, Xbox, Xiaomi controller vân vân. Nhưng hôm nay hãy tạm quên nó đi, chúng ta sẽ không cần phải tốn thêm vài trăm ca để mua Aspido nữa. Hãy xem đây. Ok, mình sẽ dẫn cho các bạn cách làm ngay sau đây. Và trước khi vào việc thì mình lưu ý với mọi người rằng là cách làm này chỉ áp dụng được với máy Nintendo Switch H thôi nha, máy thường không làm được. Rồi, bước 1 các bạn vào trang GitHub này để xem qua thông tin về gói cài đặt Mission Control. Mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả của video này nha. Kéo xuống thì chúng ta sẽ có một số thông tin sau đây, nó sẽ tương thích với tất cả các firmware của Switch luôn nha. Còn đây là danh sách các tay cầm hỗ trợ. Có rất là nhiều như là DualShock 4 nè, cả DualSense mới nhất luôn, tay Xbox One S và X, tay Aspido, Ibega vân vân. Nếu như tay cầm của bạn không có trong danh sách này thì hên xui nha, phải test mới biết được. Đây, yêu cầu máy HS Morphe firmware 0.14 cho lên nè. Hiện tại là mới nhất là 0.18 rồi. Còn lại là hướng dẫn cách kết nối thôi. Mỗi tay cầm thì kết nối mỗi khác, cho nên là bạn phải biết cách thức bật kết nối trên tay cầm nha. Rồi, bước 2 để tải app Mission Control thì các bạn kéo lên bấm vào đây. Bản mới nhất đang là 0.4.1. Trong tương lai thì team dev họ sẽ còn update tiếp để bổ sung thêm nhiều tay cầm hơn và fix lỗi kết nối, delay giật lắc gì đó vân vân. Đây là phiên bản mới nhất hỗ trợ tới firmware 11.0.1 và firmware Atmosphere 0.16.1 luôn. Các bạn phải coi kỹ mấy phần này nha, vì lỡ đau về mà firmware của mình không tương thích thì không xài được á. Ok, chúng ta bấm vào đây để download. Giải nén ra thì chúng ta có một thư mục Atmosphere như thế này. Bước 3, các bạn tiến hành kết nối máy Switch với máy tính bằng app DB Installer. App này là gì và cách hoạt động nó như thế nào thì mình đã có clip hướng dẫn rồi, các bạn có thể xem lại tại đường link đang hiện ở phải màn hình nha. Chúng ta copy thư mục Atmosphere vừa giải nén, paste đè vào thư mục gốc của thẻ nhớ là xong. Và đó là một cách để cài Mission Controller trên máy Switch. Mình sẽ hướng dẫn luôn cách thứ hai trước khi vào phần kết nối tay cầm. Cách này thì các bạn làm trên máy Switch nha. Vào Homebrew, chọn HP App Store. Search tìm app Mission Control rồi bấm Install để cài đặt. Cách này thì dễ hơn nhiều đối với những bạn đã cài gói MFI của mình đã hướng dẫn trên kênh. Đó, như vậy là xong rồi đó. Chúng ta tiến hành kết nối với tay cầm. Ở đây thì mình có mượn được một chiếc tay cầm DualSense xịn sò con bò. Thử kết nối xem sao. App vừa hỗ trợ DualSense rồi các bạn, nên là test luôn cho nóng. Trên máy Switch thì chúng ta vào phần kết nối tay cầm, chọn Change Grip Order. Bấm cùng lúc nút PS và nút Share để mở kết nối Bluetooth. Ok, xong, trên máy đã hiện tay cầm, tức là đã kết nối thành công, ngon lành, vào chơi game thôi. Trong quá trình sử dụng thì mình thấy rằng các nút vẫn nhận đầy đủ, tuy chỉ có rung là không thôi. Kết nối vẫn hoạt động ổn định và độ trễ rất là thấp, không ảnh hưởng đến trải nghiệm khi chơi game. Và nếu như bạn đã kết nối rồi thì lần sau chỉ cần bấm nút PS để khởi động tay cầm thôi là nó sẽ tự động kết nối vào máy Switch luôn, rất là tiện lợi. Mà tính toán sơ thì chi phí H bỏ ra đâu đó khoảng 3 triệu đồng. Nhưng mà chúng ta đỡ được tiền mua game, đỡ được tiền mua USB Aspido thì nó cũng đáng chứ. Nói giỡn thôi, mình vẫn ủng hộ mọi người chơi game gốc để cho người ta có doanh thu làm game tốt hơn cho mình chơi chứ, đúng không? Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về series Switch H lần sau. Bye bye.